Lời Chúa theo Thánh Matthew, chương 13, từ câu 24 đến câu 43. Khi ấy, Đức Giê-xu trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác. Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa với ông chủ rằng: "Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy?" Ông đáp: "Kẻ thù đã làm đó." Đầy tớ nói: "Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không?" Ông đáp: "Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi. Còn lúa thì hãy thu vào kho lạnh cho tôi." Đức Giê-xu còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói: "Nước trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại hạt nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ lớn nhất. Nó trở thành cây, đến nỗi chim trời có thể làm tổ trên cành được." Người còn kể cho họ dụ ngôn khác: "Nước trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào trong 3 thúng bột. Cho đến khi tất cả bột dậy men." Tất cả các điều ấy, Đức Giê-xu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông, và người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, hầu ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ: "Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được dự kiến từ tạo thiên lập địa." Bây giờ Đức Giê-xu bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần người và thưa rằng: "Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng lúa cho chúng con nghe." Người đáp: "Kẻ gieo hạt giống tốt là con người, ruộng là thế gian. Hạt giống tốt đó là con cái nước trời, cỏ lùng là con cái ác thần. Kẻ thù đã được gieo cỏ lùng là ma quỷ, mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên thần. Vậy như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên thần của người tập trung mọi kẻ làm gương mù, gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác mà tống ra khỏi nước của người, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong nước của cha họ. Ai có tai thì hãy nghe." Quý vị và các bạn thân mến, qua giáo huấn của Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-xu mặc khải cho chúng ta về lòng kiên nhẫn và nhân hậu của Thiên Chúa. Chúa như chủ ruộng kiên nhẫn để cho cỏ là hình bóng kẻ xấu và lúa là hình bóng người tốt mọc chung trong ruộng của người mình đến ngày mùa gặt, đó là ngày cánh chung. Nhất quá tam, đó là điều mà cha ông chúng ta vẫn thường nói về tính kiên nhẫn, khoan dung của con người. Ai đó có bị người khác lừa dối thì cho dù họ là người tốt đến mấy thì cũng không thể chịu đựng được đến lần thứ ba. Nếu lừa dối tiếp đến lần thứ bốn, người ấy không thể tha thứ. Đối với Chúa Giê-xu thì khác. Chúa không chỉ tha thứ chúng ta đến 7 lần, mà còn hơn thế nữa. Tha thứ và kiên nhẫn chờ đợi con người hoán cải là một đặc tính của Thiên Chúa. Ta không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn sám hối và được sống. Chính Chúa Giê-xu đã nhiều lần minh chứng cho chúng ta thấy về đặc tính này qua dụ ngôn người cha nhân hậu hay đứa con hư hỏng.
hay qua chính vụ ngôn cỏ lùn giữa ruộng lúa hôm nay, Thiên Chúa luôn yêu thương chúng ta và mong mỏi chúng ta hoán cải, bỏ đàn tội lỗi mà trở về cùng Chúa. Thiện và ác luôn là hai thái cực đối lập trong cuộc sống hàng ngày. Vì thế, không chỉ là người Kitô hữu, nhưng bất cứ ai là người thì cũng chỉ có thể theo đuổi sự thiện và xa lánh sự ác. Bằng không, chúng ta sẽ bị người khác chê trách, mặt nhân từ mà ruột hiểm sâu. Những người như thế không thể tồn tại trong xã hội. Là những người con của Chúa, Chúa luôn muốn chúng ta sống kiên nhẫn, khoan dung với nhau. Anh em hãy nghe, nhưng chậm nói và khoan giận. Nhờ lối sống này, chúng ta sẽ dễ dàng chấp nhận nhau và tha thứ cho nhau để cùng nhau hoàn thiện. Mau nghe biểu thị một thái độ tôn trọng của mình đối với người khác, đồng thời cũng biểu lộ sự khiêm tốn của chính bản thân mình. Lòng tự cao thì dẫn đến suy sụp, đức khiêm tốn đem lại vinh quang. Lắng nghe giúp cho chúng ta kiềm chế được cảm xúc của mình và còn giúp chúng ta học hỏi được thêm nhiều điều bổ ích. Nếu ta tôn trọng, lắng nghe ý kiến của người khác thì chắc chắn họ cũng sẽ tôn trọng, lắng nghe ý kiến của ta. Và ngược lại, người biết lắng nghe sẽ tạo được cảm giác quan tâm, gần gũi và thân thiết. Tình yêu này được thể hiện qua điều răn cao trọng nhất của Thiên Chúa là mến Chúa và yêu người. Nếu chúng ta yêu được người khác, ta phải khiêm tốn, lắng nghe để hiểu, để cảm thông và cùng chia sẻ với họ. Một việc tưởng như đơn giản, nhưng khi thực hiện thì không phải là dễ. Người năng nói, năng lỗi, ai dè giữ lời, nói mới là người khôn ngoan. Lạy Chúa Giêsu, nhiều lúc chúng con khó chịu, bất mãn về những tiêu cực nơi chính bản thân mình và nơi anh chị em của chúng con. Xin Chúa ban ơn giúp cho chúng con luôn biết kiên nhẫn, cảm thông, sẵn sàng tha thứ cho những người xúc phạm đến chúng con. Amen.